Vâng, xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Có một mẫu đi Jaguar hàng bãi xịn của Hàn Quốc, rất hiếm, lên sóng giới thiệu các bác đây. Đẹp xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Các cái mã khác của dòng 203 thì rất nhiều, nhưng cái dòng 203D này nó cũng thuộc loại hiếm luôn. Và em nó là 203D đời 1997, cửa hàng đang bán giá 5.500.000 đồng. Hàng bãi zin và hoạt động hoàn hảo. Nó đẹp và nó mới quá anh em ạ. Phải nói là siêu mới luôn. Dùng để nghe và hát karaoke, tuyệt vời trong tầm tiền. Đây là hàng bãi zin bãi xịn gửi trực tiếp từ Hàn Quốc về cho cửa hàng anh em nhé. Mẫu ly này chạy sò Zika Bon NS chữ đỏ. Tí nữa tôi sẽ cho anh em sợ nội thất bên trong. Còn bây giờ mời anh em nghe nhạc căng phê cùng em nó. Cửa hàng đang phối ghép vào đôi loa BK và đôi loa bông. Cũng giống như những mẫu âm ly 203 khác, đây là lúm vặn Master, đây là lúm vặn Music, đây là lúm vặn Echo, và đây là hai hàng chỉnh mic, hàng mic trên, hàng mic dưới. Bass chép mid, bass mid chép. Con này nó còn tiếng Anh. Quay mặt sau để anh em nắm được, sau đó xem nội thất nhá. Nó mỏ đẹp quá. Hai trăm hai mươi vôn. Bên này là một đôi loa và bên này là một đôi loa anh em nhá. Hàng trên hàng dưới, hàng trên tôi đấu một đôi, dây màu trắng, hàng dưới một đôi màu nâu, có cầu chữ U đó. Và bên này là thông số của sản phẩm 100V, 220V, 480W đó. Những dòng âm ly karaoke này thì nó khỏe, nó khá khỏe luôn. Sau đây mời anh em xem nội thất. Nội thất em nó còn quá mới luôn, quá mới luôn. Nguồn đẹp, tụ đẹp, Bon NS chữ đỏ đó. Sò Zika, sò than Zika, hai tản tiền hai bên. Nói chung là thiết kế rõ ràng, chi tiết sạch sẽ, hình thức tinh tương. Giá thì chỉ nhỉnh hơn con 203A một chút. Hàng bãi zin tuyệt đối cho các bác nha. Nó còn mới quá. Vỉ mạch đẹp quá luôn. Bốn con sò than Zika bám vào đây đó. Ok, đó là phần nội thất. Bây giờ còn cái gì nữa thì lại nghe nhạc một tí nữa. 5.500.000 đồng. Karaoke gia đình anh em cũng chỉ dùng những loa này anh em nhé. Anh em không mua loa này về để ghép loa Trung Quốc Bass 30 đâu. Đấy, tôi cũng không bán kiểu loa đấy, kiểu đấy anh em ạ. Và tôi muốn bán những cái âm ly này về để anh em, một là ghép loa nghe nhạc Bass 30, 35, hoặc hai là loa bow hoặc loa BK, những đôi loa chính hãng. Anh em hãy dùng loa chính hãng ghép vào những âm ly karaoke gia đình này nha. Còn tùy theo nhu cầu của mỗi bác, muốn mua về dùng là gì được. Nhưng đây nó là đồ âm ly karaoke gia đình.
thích mạnh mẽ, thích điên cuồng nữa thì dùng một cái xúc điện nữa. Đó. Xúc điện làm gì? Để cho nó mạnh về tiếng trống. Còn đây là có cả trống mạnh rồi, như là loa thì nó phát ra lời là nhiều. Lời và trống. Còn thích mạnh, trống đánh thùng thùng thì làm thêm cái xúc điện. Nó đánh độc lập. Ok, bây giờ em có hát. Có dung tưởng này. Mời em nghe một đoạn nhạc vàng của em đó. Đôi xin tim buồn. Xin lưu ý anh em là cửa hàng đang ghép một đôi loa Bow và một đôi loa BK, một đôi bass 25, một đôi bass 20. Như tôi đã nói, bác nào thích mạnh mẽ hơn nữa thì có thể dùng xúc điện. Còn với tôi, với karaoke gia đình như này là quá đủ rồi. Đó là tùy theo trường hợp mỗi người. Lòng xím như tim vỡ giữa trời tăm, mất đi bao niềm tin. Tìm không đem đến yên cực mới luôn. Sắc tim đây là âm đi karaoke mà được như này là mới lắm đấy anh em ạ. Phải nói là bên kia người ta dùng quá dữ gì con ạ. Có một chiều chiều dài chẳng đem bán vì yêu xin màu. Xin quạnh hiu mùa đông sang nghe gió đến mưa đêm tránh sao cho khỏi nàng yêu xin yêu thâm thiết say mê yêu sắc tim. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Minh Ao Đường Đông xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng bây giờ sẽ test đến phần hát karaoke. Trước khi hát thì Ado một vài câu để anh em xem được cái chất âm vang vọng của sản phẩm. Đó là bộ âm ly Jaguar 203D. Cửa hàng cũng đã cho anh em xem nội thất rất rõ và chi tiết. Chạy 4 con sò Zia vì NS chữ đỏ đời 1997, đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối cho anh em. Âm ly này có hai đường ra, có nghĩa là có sẵn để ra hai đôi loa và cửa hàng đang đấu vào hai đôi loa Bow và BK. Bây giờ cửa hàng sẽ hát thử một đoạn. Hát demo. Alo, alo. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếm kiếm. Em ơi tìm đâu xa nữa, em ơi. Cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ. Yêu đương thoáng như làn mây bay qua. Tìm vào trong tầm tay nhau, mơ chi núi xa nuốt gió. Em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời.
đau thương đã như chìm sâu vào tim. Anh sẽ đón em đi vào bờ, đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió, rời xa sông bão, vui như tiếng nóng không gian và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời không đẹp như mơ, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Phải nói là Phan nó hay hơn so với anh em ghép Phan rời rất nhiều. Dù gì tôi đã nói rất nhiều lần với anh em, Phan nó chỉ là một giải pháp nếu anh em ghép với cùng cầy và âm đi nghe nhạc. Còn bao giờ vang của âm ly karaoke lúc nào nó cũng hay hơn, nó hay hơn so với cái vang kia một chút đó, hát nó sẽ sướng hơn. Còn tất nhiên nếu anh em mua vang đời mới thì nó lại được cái lọ thì bất kỳ cha, mua vang đời mới thì nó sẽ được USB bluetooth đường quang đó. Cái gì nó gọi là được và bất. Tìm vào trong vòng tay nhau, mơ chi núi xa luôn gió. Em ơi, mùa xuân đang có trong tay. Yêu thương chất cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu và hồ tình. Anh sẽ đón em đi vào mơ, đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không xa và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chiêm bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đấy. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đấy. Ok, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Tôi sẽ hát thêm một vài bài nữa, bởi vì như kiểu là cỗ đã sắp sẵn rồi, chỉ việc chén thôi. Tội gì không hát các bác nhỉ? Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Tiếp theo là bài hát Tình Cơ Vương. Các bác thấy sao? Mic tôi để rất gần anh em nhá, loa rất gần. Nó khá ok chứ? Và vẫn đang hát vào cái mic BMW 550.000 cửa hàng này bán anh em nhá. Chỉ khác là cho cái dây khác thôi. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời,
mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện sớ. Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ơ ơ tròn kiếp anh gương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày đường mong đến thơ. Cuối cùng là tình lỡ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, gửi đông cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong một ngày thơ. Cái loại này thì các bác cắm mic vào là chén ngay. Âm ly karaoke nó là như vậy, không phải đấu nối gì cả. Cắm mic vào là phạm ngay. Lời hát của dòng âm ly karaoke sinh thì lúc nào nó rõ, nó ngọt hơn so nhạc và cái vang dễ dùng. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viên sơ. Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Thôi chuyển hát bài khác cho nó dài quá các bạn ạ. Alo, alo. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, khóc chi em, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đâu mà xót thương thân ai. Những ngày còn đông ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng trùng. Người thì mộng một trời cao xa, người thì còn chắc áo tay chân. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lâu son. Anh không trách là em bội bạc, mà em ơi, anh chỉ trách em, sao em không nói thật lòng mình? Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau chót, chén đi thôi, uống đi em. Sao em mắt
lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha, một đường tàu biết mây sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Cái bài hát này là nó hợp với kiểu hát của tôi, nhưng mà cũng không thuộc lời đâu, nếu anh em thông cảm nhá. Lời thì chẳng bài nào thuộc, nhưng mà thuộc lời thì hát nó sẽ chuẩn hơn. Những ngày còn đồng ấn anh giữa đôi ta, giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung. Người thì mộng một trời cao xa, người thì còn trắng áo tay chân. Nên anh đã biết được ngày nay. Vẫn biết rằng con chim quý phải ở lầu son. Anh không trách là em bội bạc, mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em không nói thật lòng mình. Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau chót, chén ly bôi, uống đi em. Sao em mắt lệ nhạt nhòa? Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha, một đường tàu biết mây dần ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em xem em như một gã nhỏ dọc đường. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Sản phẩm quý vị đang theo dõi đó là âm ly sang vuông 203D, cửa hàng đang để giá cực tốt luôn, 5.500.000 đồng cho một mẫu âm ly đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối như vậy. Xin chào, hẹn gặp lại. 5.500.000 đồng, 480W anh em nhé, 480W, điện 220. Vẫn hát vào cái mic mà cửa hàng vẫn hay bán các bác nha, 550k.